Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Nói thẳng, di sản ngổn ngang của ngành điện và sự rời ghế đột ngột của Chủ tịch Dương Quang Thành. Quý vị và các bạn thân mến, ngành điện nhiều năm thua lỗ, giá điện dập dình tăng, năng lượng tái tạo thừa mà thiếu sẽ là áp lực rất lớn cho người kế nhiệm ghế nóng của Chủ tịch Dương Quang Thành. Nhìn nhận công bằng, ngành điện đã tạo thành tích đáng ghi nhận. Việt Nam từ nhóm cuối vươn lên nhóm đầu toàn cầu, tạo nên hình mẫu thành công về phát triển năng lượng vài thập niên qua. Hiện là quốc gia có quy mô nguồn điện đứng thứ 2 Đông Nam Á, quy mô lưới điện 500 kV dài gần gấp 5 lần chiều dài đất nước. Không chỉ đáp ứng điện cho khu vực sản xuất, đô thị tập trung mà chương trình điện khí hóa nông thôn được đánh giá là một trong những quốc gia thành công trên thế giới. Vì vậy, với 30 năm công tác, ông Dương Quang Thành đã có những đóng góp được ghi nhận cho phát triển của ngành. Nhưng sự ngổn ngang hiện tại của ngành điện khiến dư luận không khỏi lo lắng. Những nút thắt nội tại của ngành sẽ được tháo gỡ bằng cách nào đây? Năm 2022, EVN báo lỗ 26.235,78 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện từ các năm 2019 đến năm 2022 lên tới 14.725,8 tỷ đồng. Trong đó, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh điện ghi nhận mức lỗ 36.294,15 tỷ đồng. Năm 2023, ngành điện dự kiến lỗ thêm 71.620 tỷ đồng, đưa tổng lỗ giai đoạn năm 2022 đến năm 2023 lên 99.305 tỷ đồng. Việc này sẽ làm mất 44,8% vốn nhà nước tại EVN. EVN đang rất khó khăn về tài chính, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than, dầu, khí đã tăng rất cao so với năm 2020. Trong đó, giá than tăng gấp 3 lần, thậm chí có thời điểm tăng gấp 4-5 lần và giá dầu tăng gấp đôi. Điều này cũng phản ánh cơ cấu nguồn phát điện của Việt Nam vẫn nghiêng về phía các nguồn điện hóa thạch với chi phí biến động và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như môi trường. Trong khi đó, hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư lại, gặp nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế mua bán, phải cắt giảm công suất. Ban hành cơ chế thuận lợi là trách nhiệm của chính phủ, nhưng cơ quan tham mưu cơ chế là EVN, bên được coi là nhà cái, là người mua độc quyền trong cuộc chơi. Nếu không sớm tháo gỡ nút thắt này, thì dòng vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo, vốn được đánh giá là có nhiều tiềm năng và ngày càng rẻ sẽ tắc nghẽn. Một di sản khác của ngành điện đã được đặt ra từ nhiều thập kỷ, nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ, đó là khi nào có thể tiến tới một thị trường điện cạnh tranh đúng nghĩa. Nhìn sang lĩnh vực viễn thông, chính sự cạnh tranh đã đưa dịch vụ di động từ món ăn xa xỉ trở thành cơm bình dân và trở thành chìa khóa mở ra sức mạnh nội tại của ngành. Mở cửa thị trường viễn thông là quyết định đúng đắn, giúp người dân được hưởng những dịch vụ tốt hơn và các nhà mạng có thêm động lực phát triển. Với ngành điện, việc mở cửa hay phá bỏ thế độc quyền để người mua điện trở thành khách hàng đúng nghĩa, tức là được chọn lựa sản phẩm tiêu dùng là không dễ, nếu không muốn nói là không thể thực hiện trên bình diện tổng thể. Những đặc thù rất riêng của ngành năng lượng cực kỳ quan trọng với an ninh quốc gia là rào cản không hề nhỏ cho việc tư nhân hóa lĩnh vực này. Có chăng, có thể đưa tư nhân vào một số khâu, một số khu vực không được xem là trọng yếu của ngành điện và không bắt buộc phải duy trì độc quyền nhà nước. Tuy vậy, cơ chế, chính sách cần được xây dựng lại theo hướng tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Đồng thời, bản thân những lãnh đạo của ngành điện cũng phải cởi trói tư duy cho chính mình theo hướng xóa bỏ tư tưởng độc quyền, mở rộng đón nhận các nguồn đầu tư có lợi. Việt Nam vẫn chưa có một thị trường điện cạnh tranh đầy đủ khi nhà nước vẫn phải gồng mình bù lỗ giá điện cho các đơn vị sản xuất để bù đắp khoảng trống giữa giá thành với giá bán. Nhưng sự can thiệp vào thị trường bằng mệnh lệnh hành chính cần được đặt trong tổng thể lợi ích của người dân, xã hội, tránh tạo ra cú sốc lớn. Trong đó, bài toán tăng giá điện là bài toán khó, nhất là khi đây là việc gần như không thể trì hoãn quá lâu bởi giá thành đã cách khá xa so với giá bán lẻ. Ở góc độ vĩ mô, dự thảo quy hoạch điện 8 hơn 2 năm qua vẫn chưa được phê duyệt. Những đổi mới được ví như khoán 10 của ngành năng lượng từ nghị quyết 55 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 đang đòi hỏi được cụ thể hóa. Theo đó, cần ra soát hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa năng lượng hóa thạch. Song song đó, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng truyền tải, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, điều phối. Một nền kinh tế thị trường không thể vận hành trên cơ sở hoạt động của những ngành, những lĩnh vực phi thị trường.
Việt Nam có thị trường điện cạnh tranh sớm hay muộn phụ thuộc vào sự thay đổi tư duy của nhà điều hành cũng như hành động thực tế của họ với mục tiêu bảo đảm lợi ích của đa số người tiêu dùng. Di sản ngổn ngang của ngành điện với khoản thua lỗ lớn, giá điện dập dình tăng, năng lượng tái tạo thừa mà thiếu sẽ là áp lực rất lớn cho người kế nhiệm, kế nóng của Chủ tịch Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Nguyễn Phương Hằng khai lý do Tố Hoài Linh ngâm tiền từ thiện. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh. Về nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông có mối quan hệ với thần y Võ Hoàng Yên. Thời gian vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bị can yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng trước hành vi của ông Yên, nhưng nghệ sĩ này im lặng. Vì vậy, trong các buổi live stream sau đó, Nguyễn Phương Hằng đã đấu tố Hoài Linh việc ngâm hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Với Đàm Vĩnh Hưng, bị can Nguyễn Phương Hằng cho rằng sau khi bà đấu tố Hoài Linh, ca sĩ này đã lên mạng xã hội xúc phạm mình nên trong các buổi live stream, bị can đã có những phát ngôn miệt thị, chửi bới về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, được cơ quan công an trích dẫn trong 6 trang tại kết luận điều tra. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok tổ chức nhiều buổi live stream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan. Bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung, thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên Internet, báo chí và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh làm rõ để xử lý. Đối với bị can Đặng Anh Quân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Quân trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.